Xin chào mọi người. Khi bà con đi tầm lan trong những cái cánh rừng nguyên sinh rậm rạp nằm sâu trong địa phận của tỉnh Kon Tum thì có phát hiện ra được một cái loài lan đơn thân, mà cái cây này khi nở hoa ra thì cho ra những cái chùm hoa màu tím rất là đẹp mọi người nha. À, những cái chùm hoa của nó nhìn giống như là những cái chùm dâu mộng hoặc là những cái chùm kem mọi người, nhìn rất là hay nha. Nó được tạo nên bởi vô số những cái bông hoa màu tím nhỏ và kết hợp với nhau thành một cái chùm hoa tím rất là đẹp. Và khi mà trồng chăm sóc nở hoa trong vườn nhà thì nó cho ra cái màu sắc bắt mắt vô cùng luôn mọi người. Và đây cũng là một trong số những cái giống lan đơn thân rất là hiếm gặp của rừng Kon Tum, mà phải đi thật sâu vào những cái cánh rừng nguyên sinh mà không có người tới thì mới may chăng tìm lại được thấy cái giống lan này. Và đợt này thì bà con có đi rừng và may mắn là có hái về được một số cái dề lan này. Và nó có tên gọi là lan giáng thu hoặc là hồng dâu mọi người nha. Cái tên hồng dâu thì cũng dựa trên cái đặc điểm về cái bông hoa của nó, nhìn giống như những cái chùm dâu chín hồng vậy mọi người. Rồi. Và trong những cái cây mà bà con hái về thì em có lựa ra đây là những cái dề thuộc vào cái hàng gọi là đẹp tuyển nhất. Bởi vì cây đây mọi người biết rồi, nó có rất là nhiều màu sắc lá cũng như là nhiều kiểu thân lá. Và trong số đó thì cái kiểu mà lá xếp mà rụt rụt là cái kiểu mà đẹp nhất mọi người. Cùng với đó là đây mọi người thấy cái có cây thì màu tím nha, có cây thì màu xanh. Nhưng mà dù có cây có đặc điểm màu sắc như thế nào thì khi mà nở hoa thì cũng tương tự như nhau, rất là đẹp mọi người nha. Và đây thì hôm nay em chia ra làm một số hình để anh em, nếu mà các bạn chỉ có sưu tầm thì báo em nha. Giá thì cũng chỉ 70 ngàn một dề thôi. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Phí chuyển chắc tầm 30 ngàn nữa, do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Khi mà các bạn chị mua thì cứ nhắn tin cho em hoặc là gọi điện hoặc là Zalo gì đó cũng được ha. Mọi người liên hệ 0384750258 là được. Và có em có đánh số thứ tự thành từng dề rồi. Thì khi mà mọi người sưu tầm thì cứ thích dề nào thì cứ báo em thôi. Bây giờ em sẽ quay lần lượt từng hình nha. Nói chung 70 ngàn hình thôi mọi người. Đầu tiên là dề số 1 này thì có giá là 70 ngàn mọi người. Đó, đây là dề thân xanh lá xếp nha. Cái cây này nó hai chỗ, cái vòi hoa lúc nào nó mọc nở, nó mọc chỉ thẳng lên trời mọi người, chứ nó không cong xuống giống như những cái cây lan khác nha. Đó là cái đặc điểm riêng của cây này. Hình số 1 70 ngàn này. Sang hình số 2, lá xếp thân tím. Cây đây nói chung anh em sưu tầm những cái cây mà nó ngắn ngắn xếp xếp á, là đủ đẹp rồi mọi người nha. Chứ không nhất thiết là phải quá dài đâu. Mà những cái cây như vậy là đủ độ tuổi hoa rồi. Đây mọi người xem những cái vòi hoa khô cũ của nó nè. Nó nhỏ nhỏ như bàn tay là đủ độ tuổi hoa rồi. Đây về số 2. Tiếp theo về số 3 cũng vậy mọi người. Xếp đẹp mà. Hàng tuyển mà. Rồi hình số 3 giá 70 ngàn. Tiếp theo là em sang hình số 4. 70 ngàn luôn mọi người nha. Số 4. Đó. Hàng mới từ bóc từ rừng về nên là rất xanh tươi mọi người. Đó, khi mà bà con hái về tới làng thì báo có giống lan quý là em phải qua lấy ngay. Bởi vì cây này thì thực sự là rất là hiếm. Và được nhiều anh em yêu thích sưu tầm nữa. Khi mà các bạn chị chúng ta chơi sưu tầm những cái giống lan đơn thân khác nó cũng nhiều rồi, thì kiếm thêm một cái giống lan lạ để chúng ta chơi sưu tầm thân lá nó cũng đẹp nè mọi người. Cây này trồng nó cứ rụt á, hay lắm. Hình số 5 70 ngàn. Và nó rất dễ thân và dễ chăm sóc mọi người nha. Dễ hoa nữa, tới mùa hoa thôi. Mùa hoa thì rơi vào tầm tháng 5-6 mọi người nha. Rồi hình số 6 70 ngàn. Tiếp theo là em sang hình số 7 70 ngàn. Rồi, hình số 7, 70 ngàn. Thêm nữa là hình số 8. Số 8 là một dề lá nhăn mọi người nha. Đây, cái mẹ nó bị côn trùng hay con gì nó gầm cái ngọn rồi. Sau nó lên hai thân con nha. Một thân con nè. Và thân con thân đây thì lá nhăn nè. Rồi, xếp rụt. Số 8, 70 ngàn. Tiếp theo là số 9. Số 9 cũng 70 ngàn mọi người nha. Mọi người không? Đủ kiểu thân lá mà. Lá cong, lá xếp, lá xèo quạt, lá rụt rịch đủ kiểu hết. Cây này là hai chỗ điểm đó mọi người. Rồi hình số 10. Đây là một cái dề rất to mọi người nha. Dề rất to. Anh em thích sưu tầm dề bự nha. Được mấy thân luôn nè. Những cái thân này nó đang nhúng mầm con nha mọi người. Nhúng cái mầm con cả. Bên đây cũng vậy. Đây, trong này nhú cái mầm con này. Đây mà nhú mầm con này. Rồi nguyên một cái bụi đây mọi người nha, bụi đây 70 ngàn số 10. Tiếp theo số 11, một cái dề rụt rịch thân xanh, thân tím thân xanh gì đủ cả hết ha. Rồi hình 11 70 ngàn.
Em nữa hình số 12, 70.000 một cái xe dề lá xoay quạt mọi người. Thân xanh lá xoay quạt. Rồi, 12. Tiếp theo nữa là em sang 13, cũng là một cái dề lá xoay quạt. Rồi, 13. Tiếp theo nữa là em sang hình số 14. 70.000. Rồi. Theo nữa là sang hình số 15. Dề lá xếp nè. Rồi, hình 15, 70.000. Theo là em sang hình số 16. Dề lá xếp. Đó, 70.000. Rồi. 17. 70.000, dề tím mọi người nhé. 17, 70.000. Theo nữa là em sang hình 18. Xoay. 18, 70.000. Theo nữa là em sang dề số 19. Rồi, đây là một cái dề tím lá mít mọi người nha. Thân bùng rút. Lên mầm con. Là tím. Rồi, hình số 19. Tím lá mít 70.000. Hình số 20. Một cặp anh em song sinh lá xếp hả? Rồi, hình số 20, 70.000. Số 21, thân xanh lá xếp mít hả? Rồi, 70.000, 21. Theo là sang hình số 22, 70.000, một cái lá tím hả? Rồi. Theo hình số 23, 70.000. Về lá mít xếp. Rồi, tiếp theo nữa là 24. Một dề thân lá dài tím. Rồi, 24, 70.000. Rồi, em đã quay xong phiên lan gián thu hay còn gọi là hồng dâu, được tìm thấy tại rừng Kon Tum trong chuyến tâm lan của bà con ngày hôm nay. Anh em sưu tầm liên hệ với em nhé. Mọi người cứ nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo 0384750258 là được mà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hôm nay em có một số hình đẹp đây để anh em sưu tầm nha.